Con Thảo á là phải biết cái ơn đó để mà đền đáp á. Khi mình nhớ đến cái người cha người mẹ đã cưu mang sinh ra mình, dạy dỗ mình nên người, thì mình mới luôn coi như là ở trong cuộc sống, ở trong mọi cái hành động, mọi cái suy nghĩ luôn luôn nhớ đến cái ơn nghĩa đó. Thì đó, đối với cái pháp thế gian mà cha mẹ, pháp thế gian cha mẹ chỉ sanh ra một đời thôi, mà đối với lại Phật pháp á, thì chúng ta phải ý thức rằng cái chánh pháp đi đến đến cái giải thoát, đến cái giác ngộ, cái giá trị đó còn lớn hơn rất nhiều, giống như là so sánh như trời với đất vậy. Do đó phật người học Phật, tại sao nó là quy nơi tam bảo, nương tam bảo, nương thế gian thường trụ tam bảo, nhờ thế gian thường trụ tam bảo giáo hóa, chúng ta mới dần dần tu tập trở về cái tự tánh tam bảo, mới gọi là giải thoát tất cả khổ đau. Cho nên hôm nay cũng là một cái dấu mốc, cái dấu ấn để chúng ta nhớ. Thứ nhất á, là cái điểm tri ân báo ơn. Cái thứ nhì là cũng là để chúng ta lan tỏa cái chánh pháp, kéo dài cái mạng mạch của Phật pháp. Nếu như chúng ta tự ôn lại và chúng ta làm cái mô phạm cho người sau nữa, tức là những cái người học như con cháu hoặc là bạn bè thân hữu, chúng ta cũng biết cái tri ân báo ơn, cũng biết cái chánh pháp để mà thực hành tu tập. Cũng giống như là đối với mình con người đó, đối với cha mẹ mình làm cái mô phạm, làm cái gương mẫu để cho con cháu mình, rồi con cháu mình nó cũng lớn lên, nó cũng làm cái mô phạm, làm cái gương mẫu cho chắc, tức là con cháu của nó nữa. Đó là cái gì? Đó là cái sự coi như là lan tỏa từng đời với nhau. Thì đối với lại Phật pháp của chúng ta, đối với lại cái ngày hôm nay, ngày đặc biệt của chúng ta, để cho tất cả chúng ta ý thức và biết rằng chúng ta học thiền, chúng ta nói pháp, chúng ta tu tập từ đâu? Từ đâu mà có được cái pháp để mà thực hành? Từ đâu mà chúng ta có cái gạch nối giữa Phật tổ mà cho tới bây giờ chúng ta nhận được? Thì á, nếu chúng ta ý thức được cái điểm đó thì chúng ta mới có thể tăng cường thêm cái niềm tin tự tâm, quý thật là quý cái nhân của gặp được cái chánh pháp tu tập. Nếu chúng ta không có một cái khái niệm gì hết á, thì chúng ta cũng giống như là cưỡi ngựa xem hoa, chúng ta cũng giống như là chỉ có những cái nhân duyên á, phất ở bên lề, không có giá trị thì nó rất là oan uổng. Cho nên nói về cái ngày này, mặc dù á nó là bình thường á, nhưng mà nó mang cái dấu ấn rất là đặc biệt cho cái người học Phật, biết cái nguyên nhân, biết cái nguồn gốc, biết cái giống như là cái cội nguồn đó, để mà mình trân trọng, để mình tri ân báo ân đúng nghĩa. Mà đối với lại thế gian cũng vậy, trên cái hình thức nó sẽ nhắc nhở về cái nội dung, chúng ta cũng vậy, nương đời á, cái hình thức này á, để chúng ta nhớ lại cái công phu, nhớ lại cái sự tu tập. Tại vì chỉ có cái sự công phu tu tập chân thật mới là báo ơn tam bảo. Công phu tu tập chân thật mới là đền ơn Phật, ơn tổ, cũng như là ơn cái người truyền dạy cho mình cái chánh pháp. Nếu không có người truyền dạy cho mình cái chánh pháp, mình vĩnh viễn ở trong cái vô minh, sống trong cái ngã chấp, không biết cái chánh pháp ở đâu để mà hành trì, không biết con đường ở đâu để mà giải khổ nữa. Thì á, chúng ta ở đây là tu về gọi là tổ sư thiền, tham thoại đầu, kháng thoại đầu, ha, tham thoại đầu, kháng thoại đầu. Và cái phương pháp tham thoại đầu, kháng thoại đầu á, đúng với nguồn gốc của nó phát xuất từ Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca cũng thấy cái khổ của chúng sanh, cái
máu trên thân, cái sanh già bệnh chết ấy, cho nên mới phát tâm ấy, đi tìm con đường thoát khổ. 6 năm khổ hạnh, đi tham học hết tất cả các cái bậc đại thiện tri thức, cuối cùng á ở nơi gốc Bồ Đề phát hiện được cái bản tâm, phát hiện được cái chánh pháp mà có thể đem đến cái giải thoát hoàn toàn, cho nên mới truyền dạy. Thì cái mà ý Đức Phật á ở nơi cái pháp hội Linh Sơn đều vừa đưa lên một cái hoa sen, mà không nói một chữ, ở ngay đó đại chúng đều phát khởi nghi, ngơ ngác không hiểu ý Phật đó, phát khởi nghi. Duy chỉ có một mình Ma Ca Diếp mỉm cười, thì cái đó gọi là công án của Niêm Hoa Vi Tiếu. Thì công án của Phật Thích Ca đó là một trong những công án và đặc thù nhất ấy, mà có Ma Ca Diếp giác ngộ. Từ ở nơi cái chỗ đó Đức Phật mới nói giữa đại chúng là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoài biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nay phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp, thì Ma Ha Ca Diếp làm sơ tổ và khéo giữ gìn truyền lại cho người đời sau đừng cho đoạn mất. Thì Ma Ha Ca Diếp truyền xuống cho nhị tổ đó là Tôn giả A Nan, Tôn giả A Nan cũng vậy truyền xuống cho tổ thứ ba là Thân Na Hòa Tu, Thân Na Hòa Tu truyền cho tổ thứ tư là U Ba Cúc Đa, và từ tổ truyền thừa cho đến Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta cũng rất là rộng biết á, Bồ Đề Đạt Ma lịch sử cũng như các chùa luôn luôn thờ tự tổ, sao hậu tổ là tượng Bồ Đề Đạt Ma. Thì Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, tức là có sự truyền thừa rõ ràng hẳn hoi. Bồ Đề Đạt Ma mới đem cái pháp thiền này qua bên Trung Hoa, bên Trung Hoa mới tôn làm sơ tổ của Trung Hoa, của Thiền Tông. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới truyền xuống cho nhị tổ là Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoằng Nhẫn và lục tổ Huệ Năng. Đó đều là người Trung Hoa. Và từ tổ Huệ Năng á kéo dài cho tới cho đến ngày nay. Và trong cái con cháu của lục tổ cũng là cái sự truyền thừa từ Phật Thích Ca đó, lập ra Ngũ Gia Tông Phái, đưa ra những cái phương tiện, mà tất cả phương tiện giống như tất cả những công án 7.000 tổ, 7.000 công án, cuối cùng để ngộ bản tâm, chứ không phải cái tác dụng là đem đến cái tri kiến, tri giải, hiểu biết. Tất cả công án đều là để giác ngộ. Và chúng ta tham thoại đầu, công án cũng đưa đến thoại đầu. Tham thoại đầu là một câu hỏi cũng đưa đến thoại đầu. Thoại đầu là cái nguồn gốc của ý thức, căn bản của sinh tử, căn bản của vô minh, căn bản phiền não. Trong tất cả các kinh điển của Đức Phật đưa ra ví dụ và chỉ chỗ đó là căn bản của sự sai lầm, của cái tâm bệnh đó. Cho nên á, muốn trị được cái bệnh của chúng ta phải trở về cái nguồn gốc của bệnh, cái nguyên nhân đó của bệnh để mà trừ nó. Trừ hết cái nguyên nhân nguồn gốc thì lúc đó tất cả bệnh đều hết. Cái chỗ đó cũng gọi là tứ đế của tối thượng thừa đó, chứ không có khác, không có ngoài ấy. Tứ diệu đế của tiểu thừa, của trung thừa, của đại thừa, của tối thượng thừa, không ngoài, chứ không phải là trong tối thượng thừa không có dùng cái tứ đế. Tất cả kinh đại thừa Liễu Nghĩa cũng nói tứ đế, cũng nói 37 phẩm trợ đạo á, nhưng mà đối với lại cái sự mà tu tập á, hình thành á, nó rõ ràng, nó đưa đến cái gọi là cái liễu nghĩa, chứ không phải nằm trong cái bất liễu nghĩa. Cái tham thiền chúng ta từ Đức Phật Thích Ca truyền xuống là từ nghi đến ngộ. Nếu mà không có nghi thì sẽ không có ngộ. Chứ tổ nói đại nghi đưa đến đại ngộ, tiểu nghi đưa đến tiểu ngộ. Nếu không có nghi thì không có ngộ vậy. Nên cái sự thực hành tham thiền chúng ta rất đơn giản, rất là dễ thực hành, nhưng mà do chúng ta không tin tự tâm. Bởi thiếu cái tin tự tâm cho nên ta hành không có thành tựu được. Cái khó chỗ đó là niềm tin. Cái khó nhất trên chư tổ nói
tin sở được hữu tôi chưa bao giờ. là cái khó thứ nhất, mà sự thực hành là niệm được cái công phu đó, niệm được là cái khó thứ nhì, niệm được tinh ngộ, ngộ được là cái khó thứ ba, tu được tức là xả trừ tập khí là cái khó thứ tư. Đúng, cái điều khó đó là chúng ta phải vượt qua hết tất cả điều khó mới thành tựu được cái chánh pháp mà Đức Phật á, đã truyền xuống cho sơ tổ Ma Ca Diếp và truyền cho đến đời này. Cho nên cái tin ở đây á, là tin nơi tự tâm mình, chứ không phải tin trên cái ý thức phân biệt, tin trên cái năng sở, tin trên cái tương đối ngã chấp. Thì chỉ có cái tham thiền á, mới là đi đến cái pháp trực tiếp, đến cái chỗ nguồn gốc này thôi. Tất cả những cái pháp khác đó không phải là không đúng, tất cả đều là pháp phương tiện, mà gọi là phương tiện tạm thời để cho người tu á dần dần tiến lên, dần dần tin được tự tâm. Ban đầu họ không tin, cho nên Phật phải phương tiện để hướng dẫn tin tự tâm. Hiện tại chúng ta những người hành giả tham học á, có mặt ở đây hay là có mặt ở mọi nơi trên cái mạng internet này, đã nghe đã thực hành là phải nói là có trồng cái nhân duyên chánh nhân, cái nhân duyên phước báo đầy đủ, chúng ta mới nghe được cái chánh pháp và bắt đầu ứng dụng thực hành trên cái chánh pháp. Cũng giống như lục tổ nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh, tất cả thiện tri thức không phải dễ mà nghe được chánh pháp của Phật, giống như nói là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nay có cái duyên lành á, ngồi đó mặc dù nghe chưa kịp tin đi, thì dần dần cũng sẽ được tăng trưởng niềm tin. Cũng giống như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng nói qua tai được thành duyên, nghe được chánh pháp, nhập được chánh pháp, dần dần á được cái sự khai thị của thiện tri thức á, khai thị của Phật đó, khai thị rồi mới ngộ, rồi mới nhập vào cái Phật tri kiến. Rồi nghe được chánh pháp thì chúng ta sẽ nhập vào cái chánh pháp. Thì cái tham thiền đây, đối với lại hành giả tham thiền, chúng ta luôn nhớ mà thiện tri thức của chúng ta nhắc nhở hoài là chú trọng tại ở chỗ thực hành. Mà cái thực hành đó rất đơn giản, chỉ đề thoại đầu khởi nhi tình, do cái niềm tin tự tâm mình không được đầy đủ, cho nên vẫn chạy trên cái ý thức, vẫn chạy trên cái sự phân biệt, chạy đến cái ngã chấp vô minh, nên đánh mất công phu liên tục và liên tục. Tại vì tập khí, nó tập khí ngàn đời, cái vô minh chúng ta từ vô thủy cho tới bây giờ, đối với lại cái pháp á, nó khó có sự thành tựu là vậy, do không có đủ niềm tin tự tâm. Mà giờ củng cố niềm tin tự tâm bằng cách là luôn thân cận thiện tri thức, bằng cách là luôn luôn gần gũi là bạn đồng tu và luôn ứng dụng thực hành. Thân cận thiện tri thức không phải là ở gần để mà hưởng cái gì, gần như bạn đồng tu cũng vậy, để mà thấy cái vô phạm, để mà được nghe nhắc nhở và trở về mình tự công phu. Không có công phu mình không thể thành tựu, giống như mình tự ăn mình mới no được, không ai ăn cho mình no được cả. Phật có thần thông quảng đại đi nữa, có ăn giùm cho mình no cũng không có làm được, ai ăn lấy no, Phật ăn cho mình no, Phật ăn cho để mình no ấy, mình cũng không, Phật cũng không làm được cái đó mà, thì ai làm? Đâu có nhờ bất kỳ ai được. Mình muốn no mình tự ăn, giống như mình tự buộc mình phải tự tháo, tức là mình phải tự tu tập mình mới giải thoát. Không có chịu tu á mà cầu Phật xin Phật không có thể giải thoát được, mà chỉ ở trong cái luân hồi, vẫn ở trong cái bó buộc, tại đó là cái chấp tâm của mình. Thì cái niềm tin và cái công phu á, gần thiện tri thức, thân cận bạn đồng tu á, cái lợi ích giúp cho mình như vậy. Thì anh chư tổ luôn khuyên mình phải trụ tòng lâm, chư tổ luôn khuyên mình á phải luôn dự thiền thất, những cái khóa tu chuyên về cái pháp giải thoát đó mà mình thực hành thì mới đem đến cái giải thoát chân thật. Do đó những cái lời của Phật cũng như chư tổ luôn luôn khuyến khích và chúng ta phải tin tự tâm và thực hành trên cái chánh pháp của mình. Đã tin đó,
cái sự thực hành chúng ta như thế nào, đó là đề thoại đầu, tham thoại đầu nha. Là đa tham thoại đầu, đề thoại đầu phải khởi nghi tình. Hồi nãy cái nhắc á, cái quan trọng là phải khởi được cái nghi tình đó. À, mà cái nhân của giác ngộ đó là nghi. Tất cả pháp thế gian cũng vậy, pháp xuất thế gian cũng vậy, đều phải từ nghi đến ngộ. Nếu á mà không có nghi thì không có ngộ. Giống như các nhà khoa học, người ta muốn phát minh ra một cái gì, người ta phải nghiên cứu. Cái nghiên cứu đó tức là nghi, mà nghi của thế gian á, trên tương đối, trên năng sở á, thì cái thành tựu cho cái pháp thế gian. Đối với Phật pháp thì cái nghi đưa đến ngộ, nghi này không phải là cái nghi giống như thế gian, tại nghi thế gian trên năng sở, trên tương đối, cũng gọi là cái hồ nghi. Đối với chánh pháp là chánh nghi, nghi nhưng mà không có tương đối, không có năng sở. Nói chỗ này thì hình như chúng ta sẽ rất là khó có thể nhìn nhận á. Trên cái phân biệt thì phân biệt được á, mà cái nhìn nhận á, rất là khó. Tại vì cái tập khí của mình á, phải ứng dụng, phải thực hành thì dần dần chúng ta mới mới thấu được cái điểm này. Còn nếu mà không có chịu á, nương nơi thiện tri thức, bạn đồng tu để mà tham học hội cái nghĩa thoại đầu á, thì là mình tham riết là ngồi ở thoại vĩ chứ không là thoại đầu. Cho nên nhiều người hành giả tham thiền do không có kỹ lưỡng, nó là tham thoại vĩ không, không có thành tựu đến cái nghĩa tham thoại đầu đúng. Nên ra cái chánh nghi mới đi đến cái giác ngộ, còn cái hồ nghi đưa ra cái sự phát minh của thế gian. Nó đều có cái lợi, mà cái lợi giải thoát, cái lợi chưa hoàn toàn giải thoát. Tới những cái tôn giáo khác cũng vậy nữa. Ở trên cái nghi của họ, họ mới thành lập được cái tôn giáo của họ, thành lập một cái lý của họ, thành lập một cái chủ trương của họ, một chủ thuyết của họ. Cái một chủ trương, một chủ thuyết, cho dù là ở thế gian các nhà khoa học, các nhà tư tưởng lớn, các nhà tôn giáo lớn đều cũng có cái nghi mới thành tựu á, thì cái đó nó không có đến cái giải thoát hoàn toàn được, giống như đạo Phật của chúng ta. Nên cái đạo Phật của chúng ta rất là đặc biệt, chánh nghi đi đến cái giải thoát hoàn toàn. Chánh nghi là thế nào, các vị phải tự công phu, tự tu tập, dần dần mình sẽ hội được cái nghĩa chánh nghi, hội được cái nghĩa chánh nghi chơn nghi, hội được cái nghĩa thoại đầu, và đi đúng cái thoại đầu. Chứ không khéo mình cứ đi mà mình không hiểu mình đi tới đâu, chỗ nào, làm gì cả, thì nó quan quan uổng cho cái sự tu tập, sự công phu. Cái tham thiền chúng ta đó là tham thoại đầu, để nói cái vắn tắt để chúng ta từ từ á có thể bắt đầu ứng dụng để thực hành. Ở trong những đường lối thực hành tham thiền có 5 câu hỏi, 5 câu hỏi gọi là 5 câu thoại đầu đó. Tại vì tham thoại đầu nó là câu thoại đầu, thoại đầu á, là chỗ một niệm chưa sanh khởi, không phải là đi trả lời cái câu hỏi đó, không phải đi giải đáp, tìm cái giải đáp của câu hỏi đó, mà là để giữ câu hỏi, để khởi cái nghi tình. Cứ giống như là hư vân ví dụ á, tổ hư vân ví dụ, giống người đau chân què chân đi không được, phải nhờ cái chân giả, tức là nhờ cái nạng, cái gậy để đi. Thì nhờ cái đó để mà đi được, cái cần để mà di chuyển đó, cho cái người đau chân què chân đó là đi đó. Cũng giống như hành giả tham thiền chúng ta, nhờ cái câu hỏi đó để khởi cái nghi, đề lên khởi cái nghi. Cho nên muôn muôn ngàn ngàn cái câu hỏi cũng chỉ một cái vấn đề khởi nghi. Nhưng mà phải cho rõ cái câu nào nó đưa đến cái nghi, mà không có dễ dàng đáp án được. Chứ không khéo á, cái tính ham tìm hiểu, tính hay trả lời của cái ý thức mình đó, là nó trả lời ngay. Mà trả lời á, thì nó lọt vào cái hồ nghi, không phải là cái chánh nghi của tham thiền. Không đi đến thoại đầu mà ngồi chỗ thoại vĩ. Thì tham thiền chúng ta có 5 câu trong cái đường lối thực hành tham thiền, thực ra có muôn muôn ngàn ngàn, nhưng mà chọn ra, nếu mình cứ đem tâm so sánh chọn lựa biết thì chọn hoài cũng có, lấy một cái để mình ứng dụng công phu được. Giống như gậy nhiều quá mình thích, mình biết lựa cây nào á, thì bây giờ á chúng tôi sẽ đọc ra 5 câu để cho các vị có thể hình dung á, nhớ nha, và ứng dụng chỉ một câu tham cho đến cuối đời á, có chết đi nữa, rồi sau đó cái nhân của bát nhã đó, tức là bát nhã là nhân của nghi tình đó,
Kiếp sau có khi gặp một cái câu khác, có khi gặp cái lời của Phật, gặp cái lời của Tổ, tự nhiên cũng phát được cái nghi. Cái đó là cái chánh nhân, cho nên không có sợ là mình đi sai, không có sợ là mình đi lầm, không có sợ là mình đó cứ trôi lăn và trôi lăn mãi. Nếu mà có sự công phu, có sự tu tập, có cái niềm tin chân chánh á, thì mình sẽ đi đúng đường, đúng hướng chân chánh. Thì năm câu hỏi đầu á, năm câu hỏi đó là gì? Câu thứ nhất, như là khi chưa có trời đất ta là cái gì? Khi chưa có trời đất ta là cái gì? Không hiểu không biết á, thì ở ngay cái đó đề khởi cứ hỏi nữa, ngày đêm sớm tối lúc nào cũng hỏi thầm, cũng giống như lúc nào chúng ta cũng phân biệt suy nghĩ, lúc nào cũng có buồn vui thương ghét vô ký á, tức là chẳng buồn chẳng vui chẳng thương chẳng ghét á, nhưng mà vẫn phân biệt á. Lúc nào cái tâm chúng ta cũng hình dung trên cái năng sở, trên cái chỗ nhất niệm vô minh cả. Nên á, đề câu hỏi đầu á là nó rút ra khỏi cái chỗ nhất niệm vô minh, rút ra khỏi cái buồn vui thương ghét đó, chứ không phải, nhưng mà không phải là không có hay là có trong đó, hay nó không có bị cái đó nó chi phối dẫn dắt cho mình. Thì cứ đề thoại đầu hỏi, thì câu thứ nhất là khi chưa có trời đất ta là cái gì, ví dụ anh mà chỉ chọn một câu thôi, tham. Câu thứ nhì đó là trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi xưa nay của ta ra sao. Cha mẹ còn chưa có nữa thì làm sao mình biết được cái mặt mũi của mình ra sao? Nên chính cái đó là một cái làm cho mình khởi lên thắc mắc, khởi lên cái nghi. Như có trời đất có mình, trước khi chưa có trời đất, khi chưa có trời đất mình là cái gì hoàn toàn không biết. Chính cái không biết đó gọi là nghi tình đó, và giữa cái nghi tình đó, đó là tham thiền. Cho nên phải chọn một câu cho mình á, lấy ra để mà tham, nó là cái phương tiện. Câu thứ ba, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Nhưng mình học Phật, mình tìm tâm, mà không chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Làm cho mình cũng khởi cái nghi, thắc mắc. Chính cái nghi đó sẽ phát hiện được bản tâm. Câu thứ tư, sanh từ đâu đến, chết đi về đâu? Hoặc là niệm Phật là ai cũng được nha. Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu? Câu thứ năm, muôn pháp về một, một về chỗ nào? Muôn pháp về một, một về chỗ nào? Tất cả các pháp quy về một, về một nó quy về đâu? Mình thấy tất cả các pháp mà phát hiện, thấy tất cả các pháp và nhận biết tất cả các pháp á, thì tất cả các pháp đều trở về một, thì một đó trở về đâu? Ví dụ như đều từ tâm, phát xuất từ tâm, từ niệm biết. Ví dụ giống như vậy, rồi thì cái biết đó đi về đâu, cái tâm đó đi về đâu, thì hoàn toàn mình coi như là không có thể giải thích được, không biết nổi. Chính cái không thể giải thích, không biết nổi đó là nghi tình. Thì vẫn giữ cái nghi đó đó, kéo dài cái nghi đó gọi là nghi tình. À, cũng là đang trở về tự tánh thôi. Thì tự tánh thì không có chỗ, nó cùng khắp mà, phải không? Thì Ngài Hư Văn cũng nói, tham thiền cũng là phản văn tự tánh. Nói về tai á, là phản văn. Chúng ta đang sống cuộc sống á, bình thường á, và chúng ta luôn ở trên cái sự phân biệt của kiến văn giác tri. Đây là của thấy, nghe, hiểu biết. Trên kiến văn giác tri, thấy, nghe, hiểu biết, thì Đức Phật nói đó là cái kiến bệnh, cái nghe bệnh, cái biết bệnh, cái giác bệnh đã thành từ vô thủy. Tất cả đó là bệnh mà hiện tại bây giờ mình đang biết, đang phân biệt, đó là biết bệnh của chúng sinh đó. Đó. Thì bây giờ mình giữ cái nghi tình á, tức là mình đang lìa cái thấy, nghe, hiểu biết, trở về tự tánh, không có bị cái thấy, nghe, hiểu biết, không có bị cái sở thấy, sở nghe, sở hiểu, sở biết đó nó chi phối mình, đánh mất chính mình trên cái năng sở đó. Đó tức là đang phản văn tự tánh đó. Chứ còn không, chúng ta đang dính ở trên cái trần năng vây sở, nó khế hợp, giống như là căn tiếp xúc với trần sẽ ra cái thức phân biệt. Chính cái thức phân biệt đó là mê muội, đó là sai lầm, tại vì nó hợp lại gọi là ngũ uẩn ngã đó, trên cái phân biệt. Bây giờ có cái pháp để mình tu tập á, là cái pháp sẽ đi đến cái giải thoát. Nhưng mà
cũng phải, không phải là nói hiểu rồi hành cái là được liền, không phải. Mình vẫn còn bị trên cái ngã chấp của mình, cái vô minh của mình là cái sở đắc sở cầu. Vậy khi nói tại sao tôi làm lâu rồi mà tôi không có ngộ, đem tâm chờ ngộ trong ngộ, thì đó lại là đầu mọc thêm đầu. Cái đầu mọc thêm đầu là cái sai lầm, cũng là cái ngã của mình, cũng là trên cái năng sở, cũng là cái tương đối phân biệt mê ngộ. Nó đâu có thoát khỏi cái năng sở đâu, đâu có phải là lìa cái sở phân biệt đâu. Cho nên nó vẫn là vô minh, vẫn là ngã chấp. Đó, cái nghi tình á, phải đưa cái chánh nghi, thì chỉ cần cái nghi kéo dài, cái nghi tình là tự động á đang đang lìa cái sở rồi đó. Gọi là phản văn tự tánh, thì nói về thấy thì phản kiến tự tánh. Cái xúc giác đó, giác về mùi vị, giác về lưỡi, giác về thân đó, phản giác tự tánh. Tri là cái biết bộ não, là phản tri tự tánh, tức là đang trở về tự tánh. Nếu mà chúng ta thực hành miên mật cái công phu, chúng ta đang thực hành cái chánh pháp của Phật, gọi là chánh pháp giải thoát. Thì giải thoát rồi nó mới 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 rõ ràng á, tự tánh là gì, là như thế nào. Tức là giải là nó là ngộ tự tâm á, giải hết tất cả công án, tất cả thời đầu, chứ phải chỉ có một câu hay là một công án hay một thời đầu. Nhiều khi người ta cứ hiểu thời đầu là một cái câu hỏi, trả lời câu hỏi đó là giải quyết cái thời đầu, không phải. Ra cái nghĩa tham thời đầu mình phải hiểu, chứ không khéo á, cái nhiều người người ta giải thích đủ kiểu làm cho mình đó ngồi thoại vĩ, chứ mà thời đầu lại phân biệt và hiểu biết trên cái vấn đề đó. Thời đầu là chỗ chưa khởi niệm, mình khởi niệm để phân biệt á, thành ra ngồi thoại vĩ chứ phải là thời đầu. Cái thời đầu là cái sự thực hành đến chỗ chưa khởi niệm, còn mình bây giờ mình là trong cái chỗ luôn luôn khởi niệm, luôn luôn khởi niệm thì luôn luôn bị ngã chấp, luôn luôn bị cái vô minh, luôn luôn bị cái phiền não, tức là buồn vui thương ghét đó, tất cả nó chi phối, nó quên mất mình đó. Lọt ở trên cái vô minh ngã chấp. Cho nên ở trong cái công phu của mình á, đi đứng nằm ngồi, ngày đêm sớm tối, già trẻ nam hay nữ, tu sĩ hay cư sĩ, nếu mà đúng cái chánh pháp thực hành á, thì không có câu nệ bất kỳ ai, là hiểu Phật pháp nhiều mới tu được, hay là chẳng biết Phật pháp mới tu được, tất cả đều công phu đều tu được. Tại vì tất cả đó, những cái vai trò, những cái vị trí, những cái coi như là do là phân biệt đó, cái vô minh ngã chấp đó, đều là bởi cái ta không à, cái ta mà thành tựu á. Nếu như nói là đây tôi là nam, tôi là người nữ, tôi là người thông minh, tôi là người giàu có, tất cả đều là hình thành trên cái ta, trên cái ngã chấp, trên cái ngã và sở hữu ngã, tức là ngã và ngã sở. Thì cái sự tham thiền á là nó lìa cái ta, xóa dần đi cái ta, mà đơn giản chỉ là đề thoại đầu khởi nghi tình thôi. Đó. Cái sự thực hành thì rất là đơn giản, rất là dễ dàng, ai cũng có thể tham thiền được, ai cũng có thể tu tập được, tức là quay về tự tánh thôi, chứ không có chạy theo cái năng sở, chạy theo cái vô minh ngã chấp. Thì đó là cái mà pháp thiền Đức Phật truyền xuống cho Sơ Tổ Ma Ca Diếp. Sơ Tổ truyền xuống Nhị Tổ là A Nan đó, và từ từ truyền thừa cho tới bây giờ, cũng từ nghi đến ngộ, là cái nghi giống như vậy, và gọi là cái phương pháp tham thoại đầu, cũng là miễn cưỡng bất đắc dĩ nói như vậy. Thì chúng ta hội được cái ý này á, thực hành chọn một câu rồi thực hành. Rồi đến cái chỗ thực hành á, nếu mà ôm cái sở cầu sở đắc để mà thực hành thì nó lại càng sai lầm, tôi vẫn không có thoát khỏi cái năng sở. Nhiều khi á, người ta cứ đòi phải thấy cái gì, phải có cái gì để mà để họ căn cứ, họ dựa vào đó họ cho tin á, thì cái đòi có gì á, được cái gì á, thì cái đó là cái ngã chấp vĩnh viễn, sai lầm. Nó bớt được cái vô minh á, nó bớt được cái sự ham muốn, nó bớt được cái suy nghĩ á, nỗi khổ niềm đau á, đó là cái sự thành tựu đó, chứ không có cái gì khác hết.
Sở dĩ á, mình ngã chấp vô minh là do mình cứ sở cầu sở đắc, sở sợ quá nhiều quá, thì cái năng sở nên nó chuốc lấy đủ thứ tai họa. Hay là biết à, biết cũng gọi là cái sở đắc đó, biết được á, biết tốt biết xấu, biết phải phải biết quấy. Nên Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm, đó là cái biết là cửa của tất cả tai họa. Thì bây giờ giữ cái nghi tình, giữ nghi tình không phải là như gỗ như đá không biết cái gì hết á. Nếu mà tu mà thành gỗ đá thì tu làm gì, nó không có giá trị gì cả. Đối với cảnh tâm không có khởi, đối với lại mọi duyên á, tâm không có động, đó tức là thiền, đó tức là cái sự công phu, đó là cái sự tu tập của chánh pháp. Thì chỉ đề thở đầu khởi nghi tình thôi, đó là chọn một câu hỏi rồi cứ hỏi, không câu này một cái hình thức gì, hình tướng gì, tất cả đều là ở trên cái dụng công thực hành đó. Đề thở đầu khởi nghi tình, giống ví dụ cái câu đầu tiên ấy, trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi xưa nay của ta ra sao? Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi xưa nay của ta ra sao? Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi xưa nay của ta ra sao? Không biết, cứ ngay cái không biết đó mà cứ hỏi tới, thì do hỏi liên tục á, cái nghi sẽ kéo dài liên tục, cái nghi kéo dài liên tục á là ta đang hướng tự tánh, không có khác. Thì cái đó là cái dụng công thực hành trong tất cả mọi cái việc thế gian, thành công thất bại, được mất hay dở, phải quấy gì á, đều không có chi phối được mình, không có làm dao động được cái công phu, cái tâm của mình. Thì công phu đó cũng là đang trở về bản tâm. Công phu đó nếu mà trở về bản tâm thì tất cả đều là tâm, thì công phu cũng là tâm chứ không có ngoài khác. Nghi tình cũng là tâm chứ không phải là cái khác. Tại bây giờ mình đánh mất cái nghi tình, đánh mất cái tâm của mình, chạy ra cái vọng tâm, chạy ra cái vọng tâm đó thì điên đảo trên cái sự suy nghĩ ngã chấp đó. Thì cái công phu á của thâm thiền á rất đơn giản, chỉ đề thở đầu khởi nghi tình, chọn một câu ứng dụng đến câu đó mà tu. Đồng thời á, cái tập khí á, cái vô minh của mình á, nó luôn luôn chướng ngại lấy mình. Nó phải có cái phương tiện là ở gần bạn đồng tu, gần thiện tri thức. Ở đây chúng tôi có cái chương trình mỗi ngày buổi sáng và buổi trưa ở trên cái mạng internet, trên Zoom nè, để chúng ta mỗi người đều có những cái bệnh riêng, mà có những cái chấp tâm riêng, có thể chia sẻ, có thể trình bày những cái chướng của mình, những cái khó của mình, hay là những cái mà mình chưa đủ cái niềm tin đó, để cho tháo gỡ cái chướng, dẹp bớt cái khó, tăng trưởng thêm cái niềm tin, thì cái sự công phu, sự tu tập của mình đó nó mới có cái sự tiến triển, càng tinh tự tâm, càng miên mật trên sự công phu. Đó, thì đó là cái vấn đề của cái ngày hôm nay, nhắc nhở mình lấy cái công phu, lấy sự tu tập, lấy cái rõ ràng trên cái pháp để làm cái tri ân báo ơn đối với thiện tri thức, đối với chư tổ cũng như là đối với Đức Phật vậy, đối với Tam Bảo nói chung. Thì vị nào có những cái thắc mắc gì ở nơi công phu, cũng như thắc mắc gì đối với cái pháp môn, đối với căn bản của Phật pháp, thì các vị cứ để ra hỏi. Chúng tôi nói thì nói trên cái tổng chung thôi, đại khái thôi, chứ thực sự ra muốn hội nhập và muốn thấu đạt cái pháp để mình thực hành á, thì bản thân mình á phải trình bày. Cũng giống như là người bệnh đi vào bệnh viện trị bệnh, đâu phải thấy tất cả người bệnh mình ngồi mình nghe bác sĩ giải thích mấy cái bệnh đó, mình a thằng phụ chạy lấy thuốc mình uống theo người ta, đâu có phải đâu. Bệnh mỗi người nó mỗi khác, căn cơ của mỗi chúng sinh á cũng vậy, nó có sự chênh lệch. Mình phải trình bày, phải nói, nếu mà người mà khéo dụng tâm á thì phải có cái luôn luôn theo dõi giống như vậy. Thì các vị có cái thắc mắc gì đối với lại thiền tông,
nói về cái pháp tổ sư thiền này, các vị cứ đề ra hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhận thấy hôm nay cũng có nhiều người mới đó muốn học tham thiền hay là biết cái pháp này như thế nào từ trước nay đó, mà chỗ nào không rõ, chỗ nào không có thấu, không hiểu được thì cứ nêu lên câu hỏi rất là bình thường, coi giống như trong nhà gần gũi thân thiết thì mình mới mạnh dạn á, mình trao đổi chia sẻ. Xin thở cho một vị. Dạ, Nam Dạ, Mô Nam Mô Bổn Sư. Dạ, Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Disconnect. Ông thầy nói. Chắc con nói thầy nghe. Nói nghe. Dạ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đạo tràng đại chúng. Có một vị hành giả nhờ con thỉnh thầy khai thị. Có một hôm thầy khai thị về cái người mà không có bệnh thì uống thuốc, thì là người điên khùng, thì kính thỉnh thầy khai thị rõ về cái câu này cho vị hành giả đang ở trên Zoom được nghe và hiểu thấu hơn cái ý của thầy. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái lời này là của chư tổ nói, tức là ý nói mình biết mình phiền não khổ đau, mình biết mình sinh tử á, thì biết mình đang bệnh thì phải uống thuốc, nghe không? Nhưng biết phiền não khổ đau, biết đang sinh tử mà, nhưng đó là cái bệnh sinh tử biết, thì giống như người biết bệnh á, nói có bệnh thì phải uống thuốc, có bệnh mà không uống thuốc thì đó là ngu si, si mê đó, có bệnh không chịu uống thuốc. Thì đó là lời của tổ nói, và nói lời của tổ nói một vế phải nói luôn cái vế kia. Có bệnh mà không uống thuốc là ngu si, mà không bệnh đi uống thuốc á thì đó là điên khùng. Không bệnh đi uống thuốc là điên khùng. Tức là giống như là lời của tổ, lời của Phật đều nói lên cái đệ nhất nghĩa. Tại giống như là mình chấp á, mình chấp mình không bệnh, nghĩa là mình á, biết mình đang bệnh á, thì mình phải trị liệu cái bệnh của mình á. Mà cái chấp á, chấp không bệnh thành ra chấp rồi, thành ra cho cái đó là mình không có bệnh rồi á, nó mới là thành cái điên á. Nên cái trong cái tương đối á, trong cái tương đối ý của Phật, ý của tổ á, là muốn cho mình á phá được cái tương đối, trong gì khác đó phá được cái bệnh, cái hoặc của mình á, thì đó là cái phương tiện của giống như là nói về có với không. Khi chấp có thì nói không, không để phá chấp có. Khi chấp không thì nói có mục đích để phá chấp không. Thì trên cái tướng bệnh cũng vậy,
Thì đó đều là cái phương tiện của tổ, phương tiện của Phật chứ không có khác á. Giống như là người ta tu á, cái công phu tu tập á, có nhiều người á nói rằng là làm sao giải thoát, làm sao giải thoát, thì tổ nói ai bó buộc ai trói ông, khi mà thấy không biết ai trói thì tự giải thoát. Thì cái đó là cái phương tiện của tổ sư, mà do mình đó, chấp thật á, do mình đó, bị kẹt, do mình sai lầm á, nhưng mà tất cả cái lời á để giúp cho mình tháo gỡ cái tâm sai lầm, cái mắc kẹt của mình, cái vô minh của mình, gọi là trên cái năng sở của mình chứ không có khác á, không có ngoài. Thời Phật cũng vậy á, thời tổ cũng vậy, cho đến bây giờ cũng vậy. Thì đó là cái ngôn ngữ phương tiện. Bây giờ mình chấp không bệnh hay là mình chấp bệnh á, đều là chấp cả, chấp có chấp không đều là chấp hết. Đó. Cái chỗ này á phải có công phu và có sự thực hành á, thì mới quét sạch tất cả cái chấp, đó là quét sạch tất cả cái tương đối. Mày pháp tử rồi, là giữ cái nghi á, kéo dài cái nghi á, giữ cái nghi, kéo dài cái nghi là cái giải thích của tổ sư. Cũng giống như là mình nghi cái sanh tử, giống như Đức Phật á, cái tâm thống cái sanh tử, cái sanh tử này từ đâu đến, tại sao nó có đó, và tại sao chúng sanh ai cũng phải trải qua cái sanh tử này hết, sanh lão bệnh tử, sanh già bệnh chết á, nên á mà có cái thân nên có cái khổ, thấy không? Cho nên giờ muốn làm sao để giải thoát cái khổ này, chấm dứt cái khổ này đó, thì Đức Phật có cái tâm đó đó, không biết làm sao, có cái thống thiết đó đó mới đi tìm đạo á. Thì bây giờ cái sự tìm đạo của Đức Phật cũng là nhờ cái nghi, cái nghi về sinh tử đó. Cho nên nói cái nghi á, cái thời đầu á cũng là để kích thích khởi lên cái nghi, cái nghi đó cũng là cái niệm thống thiết sinh tử chứ không có khác, nó đồng một cái niệm thống thiết, gọi là nghi đến chỗ thời đầu, mà đến thời đầu thì thời đầu đó, gọi là tham thời đầu, là cái chỗ một niệm chưa sinh khởi, cái chỗ nguồn gốc của ý thức, nguồn gốc của vô minh, nguồn gốc của căn bản sinh tử đó. Mà khi mà mình đã hiểu những cái danh từ giống như vậy á, mình lại chấp trên cái hiểu đó đó, thì lại là sai lầm trên cái biết rồi. Nằm trên cái biết hoài, nằm trên cái lý giải, nằm trên cái tri kiến tri thức á, tức là kiến lập tri kiến, kiến lập tri thức, có sở trụ có sở đắc á, nên biểu phải trở về tham thiện, tức là phải lấy câu hỏi mà hỏi lại thôi. Cái đó chẳng qua chỉ là cái phương tiện tạm thời, cái đó chẳng qua là cái lời giải thích của Phật của tổ để cho mình có cái niềm tin. Tin cái gì? Không phải tin trên cái lời mà tin tự tâm, tin tự tâm ấy, rồi mới ngộ được tự tánh. Nếu như là lấy cái sai lầm để chỉ đó là bệnh sai lầm để mình thức tỉnh, giống vậy đó, giống như hồi giờ mình cứ cho đó là đúng á, là vì đó là mê, cho là đúng, chạy đến cái đúng đó mà chuốc lấy cái phiền não, chuốc lấy cái khổ đau, nên bây giờ đấy không, tất cả nó đều là sai lầm. Khi mình thức tỉnh thì lúc đó mình mới trở về với lại chính mình được. Thấy không? Thì cái sự tu tập công phu ở đây giữ cái nghi đi, cứ giữ nghi, cứ đề thời đầu khởi nghi tình, đó gọi là phương pháp tham thời đầu, trở về nguồn gốc mới phá được cái vô minh. Giờ giờ mình cho mình kiến lập nó, tôi biết cái đó là gốc, này là gốc, cái kia là gốc,
mà nó chỉ là trên tri kiến nguồn gốc thôi, chứ không phải là cái nguồn gốc thực sự. Nếu mà tri kiến thì nó vẫn kẹt ở trên cái tri kiến. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói tri kiến lập tri, bây giờ mình lập ra kiến, lập ra tri kiến tham thiền, tri kiến tổ sư thiền, hay tri kiến nghi tịnh, tri kiến thoại đầu đi, thành tri kiến lập tri tức vô minh bổn, là nguồn gốc của vô minh, tri kiến vô kiến từ tức niết bàn. Cho nên tất cả lời của Phật đều muốn mình thực hành, chứ không phải muốn mình hiểu, là vậy đó, muốn mình phải tu. Tại hồi giờ là trên tất cả những cái sai lầm hiểu biết của mình á, mà cái hiểu biết của mình á nó bị hạn hẹp trên cái tri kiến mê, chứ phải cái tri kiến của giác á. À, tri kiến mê là tri kiến trên năng sở, trên tương đối là cái bệnh á. Thì á, cái tham thiền giữ nghi tình là cứ để thoại đầu. À, có người ta nói tôi biết nghi tình, tôi thấy nghi tình, biết nghi tình, thấy nghi tình á, chẳng qua đó chỉ là cái chánh nghi thôi, chưa phải là cái chân nghi á. Chân nghi nó phát khởi á, thì lúc đó năng sở nó mới quét được á. Cái này á, cái phương pháp này nó đi rất là rõ ràng, giống như là phản văn á, phản văn tự tánh á, tức là mình lìa cái sở nghe, thấy không? Sơ ư văn trung nhập lưu vong sở, nhập lưu được á thì lìa cái sở, sở nhập ký tịch. Khi mà cái sở nghe nó đã vắng lặng đó thì động tịnh nó không có phân biệt, động tịnh nhị tướng, động nhiên bất sanh, nó không có nổi niệm phân biệt á, thì đó là phản văn tự tánh đó. Thì cái tham thiền này, ngày ngày hư văn nói á, tham thoại đầu tức là phản văn tự tánh, phản văn tự tánh hay phản kiến, phản giác, phản tri tự tánh cũng không có khác, phải có cái sự thực hành. Bây giờ cái lý thì mình nghe mình rõ quá cái lý rồi, hiểu cái lý hết rồi, giờ cho cái lý đó để mình làm cái thù thắng á, thì cái lý nó không có ăn nhập gì cái giải thoát mình cả. Kiến lập cái lý thành là cái tri kiến lý giải đó thôi á, thì đó là sai lầm á. Chỉ có sự thực hành, và cái sự thực hành thì mình không bao giờ đánh mất cái lý. Còn cái lý đó trên cái hiện tại mình hiểu á thì mình thấy đó, còn trẻ hay còn ghi nhớ, còn lý luận, mà già rồi mình sẽ lẫn lộn, mình cũng cái lý đó mình không có nắm được luôn nữa, tại nó chỉ theo cái thể chất của cơ thể mình thôi. Cái bộ não là theo cái tứ đại này thôi, khi mà tứ đại này nó già, nó lú lẫn rồi nó chết á, đốt á thì thành tro, thì chôn thì thành đất, thì cái biết đó cũng thành tro thành đất thôi, đâu có tồn tại đâu. Mà người ta thì thích cái biết chứ không có chịu tu á, là vậy đó. Nên nói tất cả tri giác đều là chúng sanh, là vậy đó. Tri giác nải chúng sanh, Đức Phật nói trong kinh đó, tri giác là chúng sanh. Mà mình mang cái thân này, thân kia, thân nọ, đủ rồi, thân vô biên thân cho tới bây giờ, cái thân nào cũng không phải, mà mình cho đó là mình đó, đó là mình không à. Súc sanh cũng cho súc sanh đó là mình, bò cho bò đó là mình, con người cho người nam là mình, người ngu si cũng là mình, chứ đâu có cái khác được đâu. À, là cuối cùng á là mình chỉ khổ ở trên cái tri kiến sai lầm đó thôi á. Thì bây giờ để không còn sai lầm thì phải trở về tự tánh, muốn trở về tự tánh thì phải giữ cái nghi tình, thì cứ tham thiền, cứ đề hỏi thôi. Ví dụ như là trước khi chưa có trời đất ta là cái gì, cái sự thực hành mình á, có khi bây giờ mình tu, nói mình tu mình thực ra tu hoài mà không có được, tại vì cái phân biệt mình nó cứ này nhảy lên hoài, những cái trước mắt qua tai nè, âm thanh sắc tướng nó cứ hiện lên hoài, là cho mình tu không có được, mất công phu hoài à. Mà Đức Phật có nói trong kinh Kim Cang, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Mình cứ chạy theo âm thanh sắc tướng là chạy theo cái vô minh, chạy theo cái ngã chấp, không bao giờ giác ngộ, không bao giờ giải thoát được cả, không bao giờ thấy được Phật hết á. Mà chúng sanh thì thích chạy trên danh, trên tướng, trên hình thức, chứ không có chịu trở về tự tánh. À, bản thể vô tướng mà. Mà bây giờ cứ bị kẹt trên tướng á, cho nên mới khổ. Cái sự tham thiền á là nó quét sạch cái sở, thì cái âm thanh sắc tướng gì nó tiêu hết. Thì giữ cái nghi tình thôi, mà phải giữ nghi tình trước thành gỗ thành đá. Mà trên tất cả các pháp á, không bị cái các pháp nó chi phối, không nổi cái niệm phân biệt, nhưng mà rõ ràng hết tất cả các pháp, giống như là cái gương á, mà biến thành giống như là, giống như thứ thứ tám mà đại viên cảnh trí đi, khi mà ngộ thì đó biến thành đại viên cảnh trí, nó không có ngoài cái lục căn này, hiểu không? Không ngoài cái thấy nghe hiểu biết á, tất cả mọi cái đó
gọi như là cái tịnh sắc căn á, không phải là cái mắt này, với là cái giống như là cái phương tiện thôi, con mắt này cũng giống như là nương đôi con mắt thấy, nương đôi tai nghe. Thực ra cái tánh thấy tánh nghe luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn đầy đủ, không có bao giờ chết, không có bao giờ mất, không bao giờ sanh, không có bao giờ diệt á. Tất cả cái tự tánh nó vốn là như vậy, là qua mắt thì thấy, qua tai thì nghe, qua mũi thì ngửi á, qua tay thì nắm bắt, qua chân thì chạy nhảy á. Không có ngoài, không có khác, mà tại vì do cái phân biệt, do cái vô minh, do ngã chấp mình mới thấy thấy khác, thấy có trong thấy ngoài á. Thì sự tu tập của mình chỉ đề thọ đầu khởi nghi tình. Cái pháp đó là pháp phương tiện, thì gọi là cái pháp gián tiếp ấy, không phải là trực tiếp, tại vì không tin tự tâm mà mình tin trên cái năng sở, tin trên cái cảnh giới, trên cái âm thanh sắc tướng ấy. Cho nên cái phương tiện mà phải đi cho nó rõ phương tiện, cho đúng phương tiện ấy, thì nó mới giải thoát được ấy. Nó mới đi đến cái cuối cùng, nhiếp vào bát nhã được. Cái không khéo á thì lấy đá đè cỏ, đó là cái giống như là sư phụ nói nhẹ hơn á, thiệt sự ra nếu mà không khéo thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì thường thường á, chúng ta hay hay chạy theo danh tướng, chạy theo số đông, chạy theo cái mùi này, cái vị kia, chứ chạy cái sắc, phân biệt của âm thanh sắc tướng trần ở bên ngoài không à, cái chạy lên đó nó rất là nguy hiểm. Nhiều khi nó còn thấp hơn cả cái tôn giáo khác nữa mà không biết á, gọi là sai lầm không hay á. Ra nó chính phương trời, ta tin cái bên ngoài mà phải đưa ra cái Phật được cho họ bám, mà bám tạm thời bám, mà phải thực hành cho nó ráo riết, cho nó đến nơi á, thì lúc đó mới chuyển hóa họ. Giống như là trong kinh Pháp Hoa, ví dụ cái phẩm hóa thành vụ á, tại đường đi đến bảo sở nó quá xa. Rồi chúng á, đi đó cứ mỏi mệt, cứ chán nản muốn lui về á, sợ á, nên đưa ra tạo ra cái hóa thành để cho họ đến đó nghỉ ngơi, nghỉ ngơi được rồi, thoải mái rồi, tốt rồi, nói mới 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 bỏ cái hóa thành đi, nói đây chưa phải là bảo sở, phải tiến lên nữa, đi nữa, thì cuối cùng mới đến được cái bảo sở. Thì cái pháp phương tiện gián tiếp tất cả đều đưa cho chúng sanh có cái sở đắc, có cái sở trụ á, trụ là tạm thôi, nhưng mà thường thường á, đến cái sở đắc đúng như ý Phật muốn cũng mình không làm đúng được nữa, nó sai lầm á. Mà người ta thích trên âm thanh sắc tướng, cho nên rất là phổ biến, rất là nhiều luôn, để cho họ bám họ theo á, rồi theo đó sai lầm không biết, oan uổng không biết. Để nói cái đó là cái pháp phương tiện á, thì phương tiện cũng giống như là ức chế niệm, mà gom hết tất cả niệm thành một niệm, mà tức là đè, tức là dẹp, tức là quét á, thì gọi là đá đè cỏ. Nên nếu mà hiểu được, thấu được cái phương tiện của Phật á, thì nó sẽ đi đến cái trở về cái chánh pháp. Cho nên đây thấy không, chư tổ phương tiện á, mật tông trì chú gì cũng phải nhiếp vào bát nhã, niệm Phật cho nhiều bao nhiêu nữa cuối cùng cũng phải bát nhã hồi hướng. Thời khóa tụng niệm mình nó không có nào mà không có bát nhã, cũng gọi là bổ khuyết tâm kinh, nhưng mà mình đọc bát nhã giống trả nợ thôi à. Đọc giống như con vẹt đọc, tôi cho không có nắm được, không hiểu được ý của tổ muốn muốn dạy mình cái gì. Tất cả cái thiện gì thế gian á, gọi là không có mất cái bồ đề tâm. Cho trong kinh Hoa Nghiêm á, vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Tất cả những cái pháp gì, Phật sự gì á, mình lấy bát nhã ra để làm cái căn bản là không đánh mất bồ đề tâm đó. Chứ không đánh mất cái bát nhã, đánh mất cái bồ đề tâm á, đó là cái nghiệp của ngã chấp, nghiệp của vô minh, nó dẫn mình lên rồi dẫn mình xuống. Nếu trôi lăn ở trong lục đạo luân hồi không thì làm sao mà giải thoát, cho nên gọi là nghiệp của ma. Ma đó là nói cái ý thức đó, ma của ngã chấp, ma của vô minh đó, chứ không khác á.
Em nhiếp vào bát nhã, mình đang thực hành tham thiền là đang hành cái bát nhã rồi đó, chứ đâu có ngoài đâu. Giữ cái nghi tình mà bát nhã là sắc không bất nhị đó, thì đó là cái pháp mà chúng ta đang thực hành. Thì thời giờ nó cũng có hạn á, giờ chúng ta ra phía sau để làm đọc tiểu sử của sư phụ, cũng như là làm cái lễ đơn giản và tưởng niệm. Thì mong rằng tất cả chúng ta luôn đúng nghĩa tri ân báo ơn, ta luôn thực hành để mà báo cái ơn chân thật. Và xin mời hết tất cả mình ra phía sau để mình lễ. Trước tiên mình lễ Phật đây trước rồi ra phía tổ, lễ tổ.